Ôi trời ơi. Video của mình chỉ mang tính chất giải trí, không có thật, không cổ súy cho hành động mê tín dị đoan, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục. La 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 la. Đi học về là đi học về. Em vào nhà không chào cha mẹ. Cha em khen rằng em rất hư. Mẹ âu yếm lấy roi đánh em. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Úi dồi ôi, các bạn ơi, các bạn mà đi học về hay đi chơi về hay là đi đâu về thì cũng phải chào cha mẹ nha. Nếu không là sẽ bị hư đấy. Bị hư là sẽ bị đánh đòn đấy. Mà anh Bê Quy Thành kia kìa các bạn ơi, anh Bê Quy Thành cũng đi học về, đi la cà lang thang giống ốc hả? Đúng là đồ hư. À, anh Bê Quy Thành ơi. Búp chê la bùm ba la bùm ba la bùm ba la la bùm ba la bùm. Mày bị điên à? Quậy lên nào các bạn ơi, quậy lên. Em đây rất thích ăn hành, em đây rất thích anh Thành Bê Quy. Em đây rất thích ăn bánh quy, em đây lại rất thích anh Bê Quy Thành. Wow, ốc đam mê, ốc fan của anh Bê Quy Thành hả ốc? Em là fan của anh Bê Quy Thành nhưng em lại là fan ruột của ốc. Trời ơi, em tự làm fan của em. Các bạn ơi, có bạn nào yêu quý em Quy Thành thì đừng quên cho em Quy Thành một like nhá. Bấm đăng ký kênh nếu bạn nào chưa đăng ký để có thể đón xem thật nhiều video mới hơn. Yeah, anh được nhiều like vì sao các bạn không? Vì anh đẹp trai đúng không? thôi, bạn đừng có mà bốc phét đi. Bê Quy Thành anh trốn học đi chơi đúng không? Cái đồ vẫn còn đeo ba lô. Đeo ba lô không phải là có nghĩa là anh đi học. Đeo ba lô này là để chứng tỏ anh là người ngây ngô. Ôi dồi, thật thế. Thế thì em cũng là người ngây ngô bởi vì em cũng đeo ba lô. Em ngây ngô em phải đội xô lên đầu ông ạ. Chứ cái mặt em nhìn chẳng ngây ngô gì cả, trông ngu ngơ thì đúng hơn. Em phải đốt tiền ti vào anh. Thôi, từ từ đã. Để anh nói cho các bạn biết. Các bạn ơi, thực ra là anh Vũ Thành và chị Ốc đeo ba lô không phải để đi học đâu. Vì hôm nay anh Vũ Thành và chị Ốc đã chế tạo rất nhiều loại những tiền ti mới, rất là xịn xò con bò luôn. Muốn cho các bạn xem đấy. Cái gì đây? Em đốt tiền ti luôn hả Ốc? Trời ơi. Tiền ti thời tiết. Đâu? Thời tiết chả có chuyện gì xảy ra. Ôi dồi ôi, cái loại tiền ti xịt. Mà từ từ đã. Bây giờ để đốt tiền ti được an toàn thì anh phải chuyển sang chế độ sáng tạo đấy các bạn. Chứ để sinh tồn thì anh đốt mấy quả tiền ti nó nổ siêu to khổng lồ là bị chết nhăn răng đấy. Đúng rồi, em quên mất. Hề, may quá. Nãy quả tiền ti nãy mà nổ thì mình toi đời rồi. Em đúng là đồ nghịch ngu, không để ý gì cả, tí chết nhăn răng đấy các bạn cười. Anh Bước Rành và chị Ốc ngu người không thể tươi cười. Rồi bây giờ đến lượt anh đập. Rồi để im anh đặt cái ba lô của anh xuống. Trong ba lô rất nhiều tiền ti luôn. Các bạn thấy gì chưa? Đấy, đẳng cấp siêu sao nhá. Nhà không có gì ngoài tiền ti. Ok con dê. Rồi bây giờ anh sẽ đốt quả tiền ti đầu tiên của anh. Đây là tiền ti mà có thể hút nước được các bạn. Các bạn xem nhá, bây giờ anh sẽ hút cạn cái hồ nước này luôn. Boom. Đấy, hút sạch cả nước luôn. Cái hồ biến thành bãi đất luôn các bạn. Rồi em đốt cái tiền ti của em xem nào. Được, em sẽ đốt chiếc TNT Rex. TNT ngu si của ốc. Boom. Ôi dồi, TNT này biến tất cả khu này thành cái bãi đất đã bị cuốc. Nghĩa là chúng ta có thể trồng cây lên đây các bạn ạ. Ốc ơi, em có quả TNT này giúp em làm vườn chăm chỉ và dễ dàng hơn đúng không ốc? Đúng rồi, quả TNT này sẽ rất là nhàn khi mà chúng ta làm việc đồng gọi là nông dân ấy, trồng cây ấy. Bây giờ chúng ta chỉ cần lấy hạt giống ra trồng vào này thôi đúng không các bạn? Đấy. Rất là nhanh gọn. Được đấy, phát minh này xứng đáng đi vào lòng đất. Nhưng mà anh ơi, nó lại dần dần trở về đất bình thường rồi bởi vì không có nước đúng không? Đúng rồi. Thế được rồi, bây giờ anh sẽ cho ốc TNT nước nha ốc. Đây là TNT, đã anh đặt tên là TNT biển. Anh sẽ... Ok, cho em ít nước đi. Rồi, đốt TNT biển của anh. Boom. Wow, có nước thật nè. Đấy, có nước luôn rồi. Ốc ơi, trồng cây gây rừng thôi. Làm vườn thôi. Làm người nông dân chăm chỉ chứ không làm thổ phỉ nhà ốc nhỉ. Em sẽ đặt TNT tiếp theo. Uầy, TNT gì mà có hình cái đồng hồ thế hả ốc? TNT thời gian đấy. Ủa thế khéo bị đóng băng thời gian hả? Đâu? Thời gian có bị làm sao đâu. Đúng là hàng pha ke, chả có tác dụng gì hết.
Ôi dồi ôi, toàn lừa, toàn bị lừa. Rồi, anh cho ốc và các bạn xem một loại TNT nữa. Đây là TNT á, khi mà chúng ta kích hoạt nó nổ, nó sẽ bắn ra những mũi tên. Đấy, làm bẫy rất là hiện đại luôn. Cái này làm bẫy thì đúng là xịn sò con bò luôn các bạn ạ. Thấy gì chưa ốc, thấy gì chưa? Rồi, thế mày không đặt nó nổ ở chỗ mấy con bò này để cho mình lấy thịt bò ăn? Ờ, để từ đã, anh đốt lại lần nữa cho các bạn xem nhé. Đấy, mũi tên bắn ra nhé. Bây giờ anh sẽ đặt giữa cho cái đám con bò này, xem con bò nó có bị làm sao không. Ui giời, bò chạy mất dép kìa. À đâu, bò nó có đi dép đâu. Ôi dồi ôi, nhiều mũi tên thế mà chả trúng một con bò nào. Thôi thôi thôi, đốt cái khác đi ông ạ. Anh thấy nó không hiệu quả lắm. Được rồi, em sẽ đốt cái này. Rồi, TNT gì mà xanh như cái lá cây vậy? TNT mining. Mining. À, TNT này hình như là giúp chúng ta đi đào mỏ dễ hơn. Ồ, nếu mà có cái TNT này á thì mình đào mỏ sâu xuống lòng đất. Đúng rồi, này các bạn này, nó san phẳng thành một khu luôn và nó còn cắm đuốc luôn cho mình này các bạn này. Hiện đại thật sự luôn. Đấy, em chế tạo TNT nó phải thế. Ai lại TNT mũi tên chả trúng con bò nào. Được rồi, bây giờ sẽ cho ông và các bạn xem TNT tuyết. Đây, bây giờ anh ra sa mạc đốt TNT tuyết này luôn nhá. Bây giờ đang sa mạc rất là nóng, ra TNT tuyết rất là lạnh luôn các bạn. Xem đây, xuất hiện tuyết. Ốc thấy gì chưa? Ra bao nhiêu là tuyết ở đây luôn nè. Uầy, thế này thì chết giết. Các bạn ơi, sa mạc rất nóng, bây giờ là hình sa mạc tuyết luôn rồi các bạn ạ. Rồi ốc ơi, em đốt TNT của em xem. Đây là TNT phô mai. Ồ, đúng là đồ ham ăn. Đến TNT cũng tên là phô mai. What the hell? I love cheese. I love cheese. Chi này thì chi này. Đây quý thái, anh nhặt lấy cheese mà ăn đi. Không ăn đâu, trời ơi, em biến cái khu này thành cái gì mà màu vàng hoe này. Phô mai hả? Ờ, phô mai đấy. Rồi các bạn ơi, đúng là TNT dành cho người tham ăn. Biến cả một khu này thành phô mai đấy. Cắm mồm xuống đấy mà gặm phô mai đi. Ăn từ giờ tới sáng mai cũng không hết phô mai ở đây luôn nhá. Đến lượt anh đập TNT á. Rồi, đây là TNT chi. Đây này, đây mới là chi cái cây này các bạn này. Xem nhá. Ôi, tưởng mọc lên một rừng cây, hóa ra mọc lên đúng một cái cây. Chỉ được một cái cây thôi, cần gì phải cả rừng cây đâu nhỉ các bạn nhỉ. Đấy, TNT nổ phát ra một cái cây luôn, các bạn thấy đẳng cấp không? Thấy đẳng cấp đừng quên tranh một like nhá. Ok, còn đây là chiếc TNT bảo vệ. Đâu, xem nào, xem có bảo vệ được không. Úi dồi, đốt nhầm. Đốt nhầm à, đồ ngu này. Rồi, đốt đi, xem nào, được cái gì nào. Đâu, bảo vệ đâu. Đâu. Thôi, coi như mình không nói gì, mình chả nói gì hết. Úi dồi, TNT xịt các bạn ạ. Ốc chế tạo TNT xịt rồi. Được rồi, bây giờ sẽ đốt TNT hack. Hack chứ không phải là hack đâu nha các bạn. Nghe nó hơi quen. Rồi, xem đây. Nổ trên ngọn cây. Wow, TNT này của anh có khả năng biến cả một cái khu này thành giống như dưới địa ngục đó các bạn ạ. Có con người heo thây ma này. Đấy, có mấy con slam dưới địa ngục này. Ui, có cả con gát luôn kìa các bạn kìa. Cẩn thận, đừng làm hỏng hết khu phô mai của em. Biết thế cho nổ giữa khu phô mai của ốc. Cho ốc ăn nhầm phải cái đá dưới địa ngục này. Ốc em đâu rồi? Em ở bên này nè. Rồi em đốt TNT tiếp của em đi, xem được cái gì nào. Cái gì đấy? Ui dồi ôi, ra toàn quái vật kinh quá. TNT xuất hiện quái vật hả ốc? Trời ơi, đúng là kịch ngu. Em chế tạo cái này để làm gì cơ chứ? Toàn là mấy con người heo luôn. À đâu, nó hút mấy cái con người heo ở bên cái chỗ kia của anh ra đây chứ. Thế à? À, hóa ra là TNT này có tác dụng như vậy. Ờ, nó hút tất cả những thứ xung quanh lại một chỗ đó các bạn ạ. Được rồi nha. Bây giờ anh sẽ đốt những quả TNT tiếp của anh. Đây, vẫn còn nha các bạn, yên tâm. Bây giờ anh sẽ đốt TNT. Ông biết đây là TNT gì không? TNT lửa hả? Lava, và nó sẽ tạo thành một cái biển lava ở đây luôn nha. Ông xem đây. Các bạn ơi, thấy lắc lắc chưa? Còn không loát được luôn nha các bạn. Rồi. Đấy, thấy gì chưa? Thành một biển lava chưa các bạn? Ôi dồi, khu phô mai của tôi. Lava xâm chiếm phô mai của ốc.
Không được, em sẽ đập TNT ở một chỗ khác. Các bạn thấy gì chưa? Nếu mà người bình thường mà dính lava chắc chắn sẽ bị chết luôn, mà còn cả một khu này thành lava này, đúng một biển lava luôn các bạn ạ. Ấy, nó nổ, ui, xa tít mù sương khói này. Ok, em đâu rồi? Đốt tiếp TNT của em đi. Đây, em đang ở bên này, để em đi sang bên anh. Rồi, đốt bên đấy luôn đi. Bên kia toàn là lava thôi, không có chỗ đốt đâu. Được. Rồi, xem được cái gì nào. TNT gì đây hả ốc? TNT flash. Đâu, flash gì đâu, vẫn thấy đứng yên mà. Flash tức là phờ lát ý. Phờ lờ át lát sắc lát ý. Phờ lát có nghĩa là gì? Phờ lát tức là phờ lát thôi. Thế là TNT dởm rồi. Hình như là san phẳng cái khu này thôi. Được rồi, bây giờ anh sẽ đốt TNT này. Đó chính là TNT nhiều màu. Xem nó có hiện tượng gì xảy ra đi ông nha. Ôi, còn nhiều TNT nữa đã bị... Ui, không. Wow, các bạn ơi. Ôi, ôi. Ây, cu lác luôn cả cái máy của anh rồi. Trời ơi, mất nửa khu phô mai của tôi. Thấy chưa, đây là TNT đẳng cấp. Nổ hỏng gần một nửa thế giới luôn các bạn này. Cả một cái khu này thủng hết cả một cái khu này luôn này các bạn này. Vỡ thành những cái hố luôn này. Ui, nó vẫn còn xuất hiện ra những cái quả TNT mới này. Ui. Trời ơi. Ôi, vẫn nổ đấy các bạn này. Thấy đẳng cấp chưa ông? Thấy anh đẳng cấp chưa? Anh thật là xịn sò ấy. Em còn một cái lucky block nữa. TNT mà trời. À, em còn một cái TNT nữa. Rồi, cho em đốt cái TNT cuối cùng của em xem được cái gì nào. Ui, sao lại có hình cái cây dấu hỏi chấm này các bạn. Không biết được cái gì nhỉ. Ui dồi, cái gì đây? On, cái gì đấy hả ốc? Ra cái gì đấy hả ốc? Em chế tạo cái gì đây? Cái này cái kia. Có hình cái mũ các bạn ạ. Nâu cái mũ tức là không có mũ hả ốc? Nó không có mũ đâu. Rồi ok, anh vẫn còn mấy cái TNT nữa. Rồi anh sẽ cho ốc xem tiếp, đó là TNT mốt này. Xem nhá, xem đây mới là TNT tạo ra những con mốt này. Oh no. Cả một làng mốt luôn các bạn ạ. Ui ôi, loạn hết cả lên luôn các bạn ơi. Trời ơi, cả những con dưới địa ngục cũng có ở đây luôn. Ui ôi, nó bắn nhau loạn hết cả lên luôn các bạn ạ. Rồi ok, bây giờ anh sẽ cho về chế độ bình yên đi các bạn. Rồi, cho về chế độ bình yên rồi. Là những cái con mốt bên phe phản diện nó sẽ bị chết, đỡ bị lag các bạn ạ. Không chúng nó đứng đây bắn nhau tí cháy cả máy của anh thì làm sao. Thôi đi ra chỗ khác đập đi. Ok, lên chỗ ngồi làng đập đi ốc ơi. Ok, phá làng luôn hả? Đúng rồi, phá làng phá xóm các bạn. Rồi đây là TNT Diamond, kim cương đó các bạn. Xem đây ông dân làng ơi. Tránh ra nổ chết bây giờ. Wow, toàn bộ ngôi làng đã biến thành kim cương. Đấy các bạn thấy gì chưa, biến tất cả chỗ này thành kim cương nhá. Bây giờ anh đã trở thành đại gia kim cương. Đấy, TNT của anh nó phải xịn như thế chứ. Nhưng mấy quả TNT của em đúng là hàng pha ke, hàng dởm đúng không các bạn? Trời ơi, xịn thật, xịn thật. Rồi, cho ốc xem TNT nhà này. Bây giờ nổ phát ra ngôi nhà nhá. Em này, boom. Ngôi nhà xuất hiện. Đấy, có luôn nhà ở luôn, không phải xây. Ui, thật nè. Ui, trong nhà còn có sẵn đuốc, bàn làm việc và giường. Ui, cả giường ngủ nữa. Đấy, xịn. Đấy, TNT nó phải có tác dụng. Ai nhưng mà cái TNT của ốc nhỉ các bạn nhờ. Ôi giời, nhưng mà có cái cửa này không lắp được. Thôi, vứt bỏ. Được rồi nhá, bây giờ đến một loại TNT nữa. Đó là TNT chum Trump ấy. Em nghe tên Tổng thống Trump chưa? Rồi. Đấy, tên giống ông đấy đấy. Bây giờ sẽ đốt cho ông xem nhá. Đố các bạn biết nó sẽ xuất hiện cái gì nào. Thấy gì chưa ốc? Bốn bức tường xung quanh luôn nè. Trời ơi, không thích bốn bức tường đâu. Chẳng khác gì bị giam, em phải đi ra ngoài sa mạc. Và ở đây nó có một cái rương các bạn ạ. Xem trong rương có gì nào. Có cái thang và cái xẻng các bạn. Cho mình cái thang để mình trèo ra khỏi bốn bức tường rồi đấy. Ok, đâu rồi? Đây. Rồi, và ở đây anh còn một loại TNT nữa. TNT cuối cùng. Đó chính là TNT có hình của TI. Rồi ông ơi, ở đây còn có một loại TNT cuối cùng. Trông nó giống như kiểu hình gì em biết không? Hình gì đây? Hình hạt nhân ấy, nguyên tử chất hóa học ấy, siêu lợi hại ấy. Nổ thử đi.
Rồi nhá, anh cho các bạn xem sức mạnh cái tiền ti màu vàng của anh này. Các bạn hãy xem đây. Ông tránh đã. Nổ to lắm đấy. Bùm. Ui sợ quá, sợ quá. Ơ à? Ông ơi, ông ơi. Ôi ơi, em có thấy hiện tượng gì xảy ra không? Không, em chả thấy hiện tượng gì. Hình như quả tiên ti này bị lỗi à? À. Ui, không, em nghe tiếng nổ chưa? Hình như là nó nổ lớn quá, cái máy tính của anh còn chưa loát được luôn các bạn. Ôi dồi ôi. Cả một cái khu đấy bốc cháy luôn các bạn à. Đấy, thấy lợi hại chưa ốc? Trời ơi, thật là vi diệu. Đây xứng đáng là quả tiền ti nguyên tử của anh Vũ Thành. Đấy. Vậy là trong video ngày hôm nay, anh đã cho các bạn xem những loại TNT anh chế tạo và ốc chế tạo ra. Các bạn thấy TNT của ai lợi hại hơn thì hãy bình luận phía dưới video nhé. Còn bây giờ, anh xin chào và hẹn gặp lại bạn video sau. Bye bye. Đây này, anh cho các bạn xem một vài công thức này đấy. Đó, các bạn thấy chưa? Chế tạo từ những cái TNT này đấy. Đó, đấy, rất là xịn sò con bò. Các bạn có thể chế tạo những loại TNT nào rồi thì hãy bình luận phía dưới video nhé. Bye bye.